Một câu hỏi khác. Kính bạch thầy, con xin thầy giảng giải giúp con điều này. Hiện tại bố mẹ con còn chưa tin có luân hồi, tức là có kiếp sau. Bố mẹ con vẫn tin chết là hết và cũng chưa tin có Phật. Con nhờ thầy giảng giải để bố mẹ con tin có Phật, có luân hồi. Hiện bố mẹ con đang có mặt tại đây. Chư vị có thấy rõ ràng không? Đã tới tại đây mà không tin có Phật, không tin có luân hồi. Chư vị thấy không? Từng người chúng ta, mỗi người có một cái sơ suất. Có những cái sơ suất nhẹ nhẹ, có những cái sơ suất nặng đề vô cùng. Xin báo với chư vị, một người đã đến đây nghe, tức là trong nhiều đời nhiều kiếp có tu. Có tu mới có tin, nhưng mà tin chút chút, thực ra không phải tin mà tin chút chút trong đó. Đã đến đây là có tin, ít ra cũng có chút chút. Lợi dụng ngay cái niềm tin chút chút này mà xin bố mẹ hãy tin liền đi, để kịp thời trưởng thiện căn của mình lên. Khi mà thiện căn của bố mẹ mình mà tăng lên một chút thì tự nhiên cái niềm nghi của bố mẹ mình giảm đi một chút, và cái niềm tin sẽ tăng lên một chút. Rồi cứ thế mà chúng ta cứ tin tưởng và thiện căn như những bước thang tiến tới. Nếu mà sau khi nghe những lời này mà bố mẹ hay là những người còn nghi ngờ mà tự nhiên vững vàng tin đi, thì như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, có những người mà tạo tội chướng sâu nặng, ngũ nghịch thập ác nữa, cái tội này suy ra nguy hiểm vô cùng, chiêu cảm đến địa ngục A Tỳ đấy. Mà nếu trong đời mà gặp được, hoặc là cuối đời gặp được một vị thiện tri thức nhắc nhớ cho mình câu A-di-đà Phật, tự nhiên mình tin tưởng lời Phật dạy, mình tin tưởng có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình tin tưởng rằng là khi về tới đó mình thoát ly sanh tử luân hồi, mình không còn sanh, không còn tử nữa, mà mình tin tưởng rằng về Tây Phương thì một đời thành Phật. Lòng tin tự nhiên phát gửi ra niệm câu A-di-đà Phật. Niệm đến 10 tiếng rồi tắt hơi ra đi, mình cũng được vãng sinh, lưu lại tướng đai lành đại thiện trước mặt mọi người. Nhưng mà xin thưa với chư vị, cái niềm tin này nó đơn giản, nó dễ dàng nhất. Mà nếu mà bố mẹ mình không tin thì cũng định chấp nhận thương đâu. Đúng không chư vị? Cả đều ở tại niềm tin này. Xin chư vị hãy hỏi những người ban hộ niệm đó, nói bây giờ hồi giờ anh nói là hộ niệm vãng sanh thế nào. Xin mời ban hộ niệm hãy trình bày, đưa cho họ coi những cái clip video mà để họ hộ niệm cho những người phàm phu nhiều khi cùng tệ hơn bố mẹ mình nữa. Rồi bố mẹ mình thấy tại sao một người hồi giờ tôi sống ở trên đời này 70-80 tuổi tôi cũng thấy một người nào ra đi tướng lành như vậy, người nào ra đi cũng hãi hùng vô cùng, người nào ra đi thân tướng cũng cứng đơ, người nào ra đi cũng không bao giờ dám nhìn lâu được, mà cái người này ra đi tướng lại mềm mại như vậy. Mà tại sao chư vị quay trong lúc mà còn bệnh như vậy, mặt mày thì xấu xí nhăn nhí, mà sao ra đi rồi thì tướng lại đẹp như vậy? Thế lại một người 80 tuổi mà đi ra đi rồi nhiều khi tướng rằng là 50 tuổi 60 tuổi. Thực sự đó chứ vậy. Tại sao lại một người ra đi mà môi đỏ như son vậy? Tại sao lại trái tay dài ra? Tại sao lại con đôi mắt người ta trong ngần? Tại sao lại người ta mỉm cười mà hồi giờ chúng ta không thấy? Chư vị ơi, những lời nói của Tịnh Hải này nó trôi trong tai của ta như nước đổ la môn. Nhưng mà tự chư vị nhìn thấy những hình ảnh đó cũng phải ngỡ ngàng, cũng phải tự giật mình. Nếu mà không có Tây Phương Cực Lạc thì làm sao mà trong kinh Phật đã nói rõ ràng như vậy? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng một người nào được gọi là chạm chút quang minh của A Di Đà Phật tiếp độ thì thân tướng của họ đẹp lắm, ý niệm của họ an lành lắm, gọi là thân tướng nhu nhuyễn. Mình thấy rõ ràng trước mắt chứ không phải là tưởng tượng gì đâu ạ.
May mắn là trong đời này chúng ta có những cái khoa học kỹ thuật quay lại đàng hoàng. Tại sao một người bệnh ung thư vào trong bệnh viện nhất định bác sĩ phải chuẩn bị những cái mũi morphine, đâu phải chích liền để người ta mê man bất tỉnh đi, chứ không người ta đau chịu không nổi. Ấy thế mà một người ung thư tàn tệ về tại nhà được ban hội niệm, tới hội niệm mà người ta lạy Phật đến giây phút cuối cùng, người ta vui vẻ đến giây phút cuối cùng, rồi người ta mỉm cười ra đi, để chào mọi người ra đi, rồi để tê xuống thân tướng bắt đầu tốt đẹp, chuyến biến lạ lùng vô cùng. Trong kinh Phật có đoạn Phật nói rằng là một người mà được vãng sanh về Tây Phương gần là cái thân tướng của họ nó đẹp hơn ông vua của trời Dạ Ma nữa. Mình đâu có biết ông trời Dạ Ma đẹp như thế nào đâu, mà mình thấy rõ rằng một người trước khi ra đi thì xấu vô cùng, mà khi ra đi rồi đẹp vô cùng. Xin bạch với các ngài là chính tình ái này nó sự thật 100%. Tại vì chính mình đã từng thấy rõ rệt có những cuộc hộ niệm mà cái thân tướng người ta nó chuyến đẹp la lùng lắm. Mình thấy rõ ràng như là một cái sự ảo thuật vậy. Chư vị ơi, có những vị mà có những lúc mà tình thái này đi hộ niệm mà cái người đó trong lúc còn sống đấy, còn thở đấy, mặt mày sưng vù lên, đau đớn hét la vô cùng. Nhưng mà khi mình nhắc, mình nhớ, mình khuyến, mình tắm xong rồi thì tự nhiên người ta không la nữa. Nói đâu nghe đó, nói đâu nghe đó. Khi mà tắt hơi rồi tắt đó nữa mà nhiều mấy mình không để ý, người ta ra đi không biết đó nghe chư vị. Ấy thế mà khi vừa tắt hơi xong thì tự nhiên mình niệm Phật, cứ nhắm mắt niệm Phật mới ra, cứ khoảng chừng 15 phút mới ra, mình thấy thân tướng chuyển rõ rệt, lạ lùng không chư vị. Thời gian chuyển từ cái chỗ mà xấu ơi là xấu đến chỗ đẹp ơi là đẹp bao nhiêu. Có một lần tình ái này, sau 1 giờ 15 phút ngồi bên cạnh người bệnh, đếm từng phút một, 1 giờ 15 phút, từ một cái cô mà mình không biết là tuổi đời bao nhiêu, tưởng là chắc cũng 70-80 tuổi, nhưng mà khi tới cái 1 giờ 15 phút sau, rõ ràng người này mới có 30 mấy tuổi, đẹp vô cùng, có thể chụp tấm mình được. Tại sao như vậy? Chứ vì tin Phật đi, lấy kinh Vô Lượng Thọ ra nghiền ngẫm đi, chứ vì sẽ thấy Phật nói đúng rõ rệt. Mà đúng một điều thì nhất định phải đúng nhiều điều. Phật không bao giờ nói lời vọng ngữ, Phật không bao giờ cố ngữ nói điều sai, Phật nhất định nói điều chánh pháp rõ ràng. Tại vì chúng ta chưa có cái duyên, chưa tin. Hôm nay chư vị mong rằng là những lời nói này có thể là khơi nguồn cho một cái cơ duyên chúng ta gặp được Phật pháp. Xin bố mẹ mình lo tin đi, để mà tự cứu lấy mình. Nếu bố mẹ mình mà không tin, đành rằng phải chấp nhận thương đau. Giống như hàng triệu, giống như hàng tỷ, giống như vô số con người khi chết đi vào con đường đọa lạc, bố mình không cách nào thoát nạn được đâu. Như vậy thì tin đi, tự nhiên niềm tin này giúp cho bố mẹ mình vượt qua tất cả mọi chướng nạn. Tính năng siêu xuất, chúng ma lộ, thực sự niềm tin này giúp cho bố mẹ mình đạt được một cái công phu tuyệt vời vô cùng. Tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Một cái niềm tin này quý giá lắm bố mẹ ơi. Mau mau tin đi. Nếu mà bố mẹ mình nhất thiết không tin là có luân hồi, nhất định không tin Phật pháp, nhất định khi chết là hết, thì khi chết rồi không hết, bố mẹ mình đành khóc ròng. Tự mình mà khóc, con cái có khóc thì khóc cũng một ngày sau đó nó cũng nín đi chứ khóc mãi đâu có được. Nhưng mà mình khóc cái ngàn đời vạn kiếp trong cảnh khổ đau. Bố mẹ ơi, mau mau tự lo cứu lấy mình bằng con đường niệm Phật, tin tưởng để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, chúng con xin cảm niệm tri ân công đức của Thầy bằng một tràng vào tay thật là dài ạ.